bác. Thì đối với lễ hội đua ghe ngo thì ai cũng rất là đam mê và yêu thích. Thì đặc biệt hàng năm thì diễn ra tại bờ sông Bắc Kỳ Gô, và cũng rất là hàng ngàn nhiều du khách đến đây để tham quan và chiêm ngưỡng. Thì mình đến đây để chia sẻ cho quý anh chị cùng xem. Đó là chiếc ghe ngo chùa Băng Thơ Giôn. Năm nay chùa cũng sẽ thay đổi một số chút xíu, đó là cái phần miếng dán nhảy để tạo cho một cái tốc độ tuyệt vời của chiếc ghe ngo của chúng ta để đạt một cái thứ hạng cao. Thì tuy nhiên đối với những chiếc ghe ngo thường đầu tư mới hoàn toàn 100%, nhưng mà đòi hỏi cũng phải cần cái sự như là vấn luyện viên và vận động viên, sự phối hợp đồng điều, tạo ra một cái sức mạnh để đến một cái tốc độ theo ý muốn của mình. Thì đối với chiếc ghe ngo thì mỗi năm thì đều diễn ra, thì ở nhà chùa thì cũng thường sẽ chuẩn bị cho mình, đó là những cái khâu chuẩn bị khá là tốt để thực hiện một cái sự nổi bật về cái lễ hội đua ghe ngo. Thì chùa thường ai cũng có là đầu tư những chiếc ghe ngo rất là đẹp. Thì về phía bên trên cần để camera cho quý vị cùng xem. Chiếc ghe ngo này được đóng rất là đồng đều luôn. Nó hai bên cái đường cong và cái trục giữa đó quý anh chị, nó rất là thẳng. Cái độ mà tăng đưa đó thì nghệ nhân làm rất là đồng đều. Theo cường để cho quý chị cùng xem đó. Cường để đây là cái phần trục giữa nè. Đó. Thì như vậy đó, thì nhìn chiếc ghe nó đâu có méo mó gì hết anh chị. Nó rất là đồng đều luôn. Đây là đòi hỏi là nghệ nhân phải có những cái kỹ thuật cũng rất là cao. Thì bên đây đó thì cũng có hai có cần câu sẵn rồi quý anh chị. Thì cái cần câu này cũng đã được sơn phết với là đầy đủ nè. Thì nữa người ta sẽ thử tốc độ của quý anh chị cùng xem. Đó. Thì bây giờ cường sẽ dẫn quý anh chị ra chỗ miếng dán nhảy ha. Rồi có ở trên này thì miếng dán be. Miếng dán be thì cũng đang đã nại rồi. Bây giờ mình đi kiếm dán nhảy cho quý anh chị. Thì cường cũng rất là chân thành cảm ơn quý anh chị và bà con cô bác cũng đã theo dõi kênh ha, cường Caramen. Thì tuy nhiên cường làm trong quá trình có gì lời ăn tiếng nói hoặc là dùng những cái từ ngữ không đúng đó, quý anh chị cũng góp ý cho cường. Tại vì nói chung thì cường cũng không có mấy gì gành cái về những chiếc ghe ngo hay là những cái phong tục khmer hả quý anh chị. Đó, thì đây là cái quang cảnh chùa Băng Thơ Giôn hả quý anh chị. Chùa Băng Thơ Giôn thì đi trên cái đoạn đường đi vô quá thì nó cũng đường vô cũng rất là hẻo lánh. Đó, bên đây là cái ngôi chùa này cũng khá là đẹp và khang trang luôn hả quý anh chị. Đó, thì hàng chùa thì cũng thấy cũng rất là nhiều Phật tử đến đây để tham quan nè. Thì cường cũng lần đầu tiên cũng đến đây luôn hả quý anh chị. Đó. Còn bên đây thì cũng có miếng dán nè quý anh chị. Miếng dán này thì hay miếng dán be quá. Chắc còn miếng dán đáy thì miếng dán nhảy thì không thấy rồi. Miếng dán be thì thường nó sẽ nhỏ hơn hả quý anh chị. Miếng dán be thì nó nhỏ khoảng tầm một tấc mấy hai tấc thôi. Chứ cái này là cũng có cây gừng câu luôn nè. À quý anh chị thấy không? Đây là cái khu vực xung quanh. Đó. Này quý anh chị thấy không? Đây là dán dán be quá. Dán be hay là dán nhảy nữa cường cũng không mấy gì gành nữa. Đó, cái gì mấy anh chị nữa coi xem là góp ý cho cường ha. Còn phía trong đó thì hai ba cây gừng câu hả quý anh chị. Đó, ba cây gừng câu thì cái này thì cũng để phơi nắng thôi, chưa phơi nắng thì cho nó khô đó. Rồi nữa người ta mới sơn phết lại. Đó. Cây gừng câu này cũng khá là dài hả quý anh chị. Thấy không? Quý anh chị thấy không? Đó. Cây gừng câu này khá là dài. Rất là dài luôn. Đó, dài không anh chị. Thì chùa Băng Thơ Giôn này thì chỗ này thì cường cũng lần đầu tiên đến thấy cũng rất là đẹp. Bên đây thì cũng cặp cái đường đi ở mé sông nè quý anh chị. Đó. Để cường quay sơ lược cho quý anh chị và bà con bác cùng xem ha.
Đó. Thầy chùa cũng đang xây hàng rào đó kìa. Cũng thợ cái này cũng chưa nghỉ. Đó. Đây là sông nè. Sông. Trước đó là cái hẻm. Hẻm. Thường đi ra đây thử cái này. Cái này là cái nhà gì? Đó. Cái chỗ này chắc đẩy ghe ra vô chứ. Này giống như cái nhà sàn không chị? Này cũng cứng nè. Thấy không? Đó, đây là cái sông nữa là bự hồi nãy Cường đi vô là trên qua cái cầu đó quý anh chị. Đó. Đây là cái sông cũng khá lớn cho có cá ụt đó không? Đó. Cảnh này thì rất là đẹp rồi. Sông nước miền Tây. Còn đây là cái hàng rào của chùa kìa, đang sửa chữa kìa. Thấy không? Để Cường dùng nhé chị. Đó. Thì Cường cũng xin chân thành cảm ơn tất cả quý anh chị và bà con cô bác cũng đã theo dõi kênh Cường Calamen. Thì bà con cô bác có thương mến Cường đó thì hãy chia sẻ video lên trên Facebook và nhiều những cái trang web để cho quý chị ở phương xa để chiêm ngưỡng về những cái chiếc ghe ngò đẹp ở tại vùng Sóc Trăng quê hương mình. Đó. Cường cũng xin kết thúc con và bác cũng như vậy sức khỏe luôn trong công việc ạ.